Xin kính chào quý vị các bạn đã đến với kênh Nhà đẹp Bách Hợp. Hôm nay thì Bách Hợp xin được chia sẻ với quý vị các bạn một cái mẫu nhà rất chi là đẹp, mẫu nhà chữ U năm gian theo phong cách tân cổ nhẹ nhàng mái Nhật, đã được chúng tôi thiết kế cho gia đình anh Lý Trường Giang ở thôn Trấn Lữ, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Công trình đây là bộ hồ sơ mà chúng tôi đã bàn giao cho gia đình để gia đình chuẩn bị ra ngoài Tết sẽ thi công. Và các bạn hãy quan sát cái phần phối cảnh của công trình nhé. Đây là phần mặt bên tay trái của công trình quý vị nhé. Đây nhìn từ trên xuống đấy ạ, công trình rất là đẹp đúng không ạ? Các hai bên công trình là cân đối hài hòa, tất cả các chi tiết được đối lập, đối xứng, cân đối. Chúng ta nhìn thấy là công trình nó như kiểu là hai cái giang tay chào đón các quý khách, nó mang tính chất là rất chi là thân thiện đúng không ạ? Công trình này phù hợp với những nhà người con trưởng trong gia đình. Đấy. Chúng ta có cái phòng khách và phòng thờ mở rất là lớn, cái diện tích xây dựng là của công trình là 130 m² và diện tích phòng khách là 76 m², và hai bên là có các công trình các phòng chức năng, các phòng ngủ, phòng bếp được liên kết với các phòng khách như này một cách uyển chuyển. Các bạn nhìn thấy đây bên tay phải công trình đấy ạ, cái này nhìn từ trên xuống bên tay phải đấy ạ, chỗ này chúng ta có cái máng thu nước nha quý vị nhá. Chúng tôi vẽ rất là chi tiết luôn. Bên này cũng có cái máng thu nước nhé. Để phía sau phòng thờ đây, hậu cung lồi ra cũng có máng thu nước. Đó. Đây công trình lúc về buổi chiều. Đó, nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Chúng tôi render rất là nhiều các góc để cho chủ đầu tư và thợ thi công nhìn công trình một cách tổng thể, hài hòa, nhìn và hiểu rõ, không bỏ sót bất cứ một ý tưởng, một chi tiết nào mà kiến trúc sư chúng tôi đã tư vấn cho gia đình, để làm sao khi gia đình thực hiện xây dựng công trình lên nó phải đẹp hơn cả cái bản vẽ chúng tôi đã bàn giao. Đó mới là đạt được cái mục đích của những người thiết kế. Thì nhiều đơn vị là thiết kế ra thì chưa chắc là chủ nhà cũng như là đội ngũ thợ đã hiểu hết mọi vấn đề, ý tưởng của bên thiết kế. Và chúng tôi là áp dụng những công nghệ mới, cứ một bản vẽ 2D sẽ có một bản vẽ 3D kèm theo. Và chúng tôi render rất là nhiều các góc phối cảnh đầy đủ, mặt trước, mặt sau và các bên tổng thể công trình đúng không ạ? Từ trên nhìn xuống. Đây các bạn nhìn thấy là cứ bản vẽ 2D sẽ có cái bản vẽ 3D như này. Thì nhìn nó vô cùng tường minh rồi, ai cũng sẽ hiểu thôi. Ai cũng sẽ hiểu một cách trực quan, rõ ràng. Các bạn nhìn thấy đấy ạ. Cứ bản vẽ 2D sẽ có bản vẽ 3D kèm theo như này. Tôi tin chắc rằng ai cũng sẽ hiểu, mặc dù bạn có chuyên môn về xây dựng hay không thì các bạn đều sẽ hiểu được đúng không ạ? Bởi vì nó hình ảnh rõ ràng như này. Vâng, tôi xin phép đây là chia sẻ luôn cái phần kết cấu của công trình này. Sử dụng móng cọc quý vị nhá, nền đất nhà anh nó hơi yếu, nó nằm ở dưới cái phần ruộng nên là phải ép cọc đó, phần cọc công trình, nên là cái phương án móng nó ảnh hưởng trực tiếp đến giá của công trình. Nên công trình các bạn có thể sử dụng móng băng sẽ rẻ hơn, hoặc móng cốc tức là những móng đơn cũng sẽ rẻ hơn nữa, hoặc các bạn nếu mà đất tốt thì có thể sử dụng móng đá hộc hoặc đá gạch cũng sẽ rẻ hơn nữa quý vị nhé. Chúng tôi tính toán cốt thép đầy đủ và thống kê theo giai đoạn thi công, tức là cứ phần móng chúng tôi thống kê riêng, phần mái riêng thì đầy đủ như vậy để phục vụ cho chủ đầu tư lấy thép theo giai đoạn thi công. Chúng ta cùng quan sát cái phần phối cảnh của công trình qua phần mềm nhé các bạn nhé. Các bạn hãy đi một vòng công trình. Chúng tôi sử dụng những công nghệ mới như này và để chia sẻ thì chủ đầu tư vô cùng dễ hiểu các bạn nhé. Đó, chỗ này vì sao lại khoét mái? Bởi vì chỗ này nó có cái nhà tắm ở dưới này. Chúng ta khoét mái, chúng tôi để cái téc nước lên. Đó, và cái téc nước này nó tại vì cái mái này nó nhỏ, khẩu độ nó nhỏ, nó sẽ cao. Cái mái dùng téc nước 2000 lít nên là nó cao. Nhưng chúng ta phải khoét cái mái này, nếu không có thì chúng để vào trong mái này rất là cực kỳ khó, nó hơi kịch mái quý vị nhé. Nên là khoét ra như này tiện cho cái việc chúng ta thăm cái sửa chữa cũng như là thăm nom cái phần mái. Các bạn nhìn thấy đây là máng thu nước này, đây máng thu nước này. Đó, các bạn nhìn thấy công trình từ bốn bên đúng không ạ? Rõ ràng chúng tôi render rất nhiều góc, không chỉ một số đơn vị người ta chỉ có vài hai ba cái ảnh mặt tiền thôi đúng không ạ? Chúng tôi thì đầy đủ luôn. Và công nghệ là cứ bản vẽ 2D sẽ có một bản vẽ 3D. Bạn quan sát cái ngôi nhà năm gian này rất là đẹp. Tất cả cái hệ cột, góc, cột sảnh được sử dụng các vuông vức và có những đường chỉ âm. Đó,
và những mi cửa vào cửa sổ cửa đi đồng bộ, có những cái đường chỉ âm đó, và nó đồng bộ quý vị nhá. Dưới chân cột chúng tôi ốp đá này, trên cổ cột chúng tôi ốp đá. Các bạn nếu không ốp đá được thì các bạn có thể sơn giả đá nhá. Hai bên sảnh này chúng tôi là mặt bậc thì ốp đá kim sa, cổ bậc thì làm đá trắng, giữa thì làm cái thảm đỏ đó, cái đá màu đỏ này để tượng trưng cho cái thảm đỏ chào đón khách đúng không ạ, đến nhà công trình này. Hai bên hai cửa, cửa nhỏ cửa một cánh, còn ở giữa là cửa bốn cánh, trong đó hai bên cửa giữa này là cái vách chết, còn chỉ mở được hai cánh giữa này thôi. Công trình này anh sử dụng là tất cả các cửa chính ở đây đều sử dụng cái cửa thép vân gỗ, còn cái cửa khác thì anh sử dụng là cửa nhôm hệ đó. Các bạn nhìn đây cũng thép vân gỗ này, các cửa an ninh của công trình đều sử dụng thép vân gỗ nhé. Vâng, tôi vừa chia sẻ, các bạn có thể đi bộ vào thêm một chút, các bạn thăm công trình đó. Đấy, tôi vừa chia sẻ cái phần chúng tôi vừa chia sẻ cái phần phối cảnh rồi, các bạn hãy quan sát cái phần chi tiết. Xin mời các bạn hãy quan sát phần chi tiết kích thước nhé. Đấy, các bạn đợi tôi một chút, tôi sẽ chia sẻ với các bạn ở trên cái phần mềm cho nó dễ. Vâng, vừa rồi chúng ta vừa quan sát một phối cảnh. Bây giờ tôi xin chia sẻ phần kích thước chi tiết. Công trình này gồm có 3 phòng ngủ quý vị nhé. Phòng ngủ số 1 đây, 10,76m², phòng ngủ số 2 là 12,4, phòng ngủ số 3 là 12,4. Có một nhà tắm này, một nhà vệ sinh này. Chúng tôi đua cái tường này ra để che cửa nhà vệ sinh. Đấy. Và đây là cái giường này, chúng tôi mở hai cửa hai bên đầu giường, hai cửa đơn. Chỗ này có cửa sổ 3 cánh ở đây. Đây, phòng bếp thì chúng tôi có cửa sổ 3 cánh ở đây, bàn ăn đây. Đây là bếp và chậu rửa chỗ này. Ra ngoài này chúng tôi mở một cái cửa một cánh để đi kết nối ra khu vực máy giặt cũng như khu phơi ngoài này. Đó, phòng ngủ số 3 đây cũng có cái cửa sổ 3 cánh rất là đẹp, tức là hai cửa sẽ là hai cửa mở, còn một cửa giữa là đẩy lên. Cái này cũng vậy nha quý vị nhá, tất cả cửa đều như vậy. Đây có một cái hậu cung để chúng ta đặt bàn thờ. Phòng khách ở đây là 45m², khá là rộng quý vị ạ. Rất là rộng. Đó. Và chúng ta kệ tivi để đây. Chúng ta hãy vào xem phần công năng. Vâng, vừa rồi thì chúng ta đã chia sẻ cái phần kích thước cũng như công năng diện tích của các phòng. Bây giờ chúng ta có thể quan sát cái phần 3D mà chúng tôi cắt ra như này để quý vị có thể dễ hiểu hơn. Và tôi xin chia sẻ đôi điều về cái sơ đồ này. Đó là chúng ta lấy 5 bậc chúng ta đi lên này. Có 3 hệ cửa này chúng ta có thể kết nối với phòng khách này. Phòng khách nó là cái nơi tiếp đón khách, là cái nơi trung tâm văn hóa văn nghệ của một gia đình. Đấy, văn hóa văn nghệ tất cả gia đình các thành viên chúng ta, vừa là nơi thờ cúng này, trang trọng này, vừa là nơi tiếp đón khách này, vừa là cái phòng sinh hoạt chung cho cả gia đình. Các thành viên gia đình sẽ có cái sự gắn kết chặt chẽ với nhau, nên cái ngôi nhà, cái phong cách này nó thể hiện một cái sự truyền thống của ngày xưa của cha ông chúng ta đó, đã để lại chúng ta. Chúng ta biết là các phòng đều có cái sự kết nối liên thông, những phòng này đi qua phòng khách, phòng này cũng vậy đi qua phòng khách, phòng này chúng ta đi qua phòng khách đó. Tức là các thành viên gia đình chúng ta có cái sự kết nối, các thành viên không có cái sự xa lánh, lúc nào có cái sự ấm áp kết nối với nhau. Các thành viên sẽ được gặp nhau liên tục đúng không ạ? Phòng bếp này chúng ta cũng đi đây, thể hiện một cái sự ấm áp đó. Nên cái sơ đồ này rất phù hợp với nhà nào mà là con trưởng chẳng hạn thì rất là phù hợp. Đó, để tổ với phòng khách và phòng thờ kết hợp này thì tiết kiệm cái diện tích rất là nhiều. Đó, chúng ta không phải tách cái phòng thờ ra, chúng ta chỉ mất một ít cái diện tích để chúng ta làm hậu cung thôi. Nhưng chúng ta sẽ có một cái phòng rất là rộng, chúng ta để tổ chức rất là nhiều việc ở đây. Đó, nên là cái công năng của cái phòng này để 45m², rất là rộng. Nếu như các bạn tách ra phòng thờ riêng và phòng khách riêng thì cái diện tích nó lại nhỏ đi. Mà có khi phòng thờ bạn làm mất 10m chẳng hạn như vậy, hoặc là 15m thì phòng khách nó lại bé đi, đúng không? Thì bây giờ chúng ta là chung như này thì nó rất là đẹp, mà chúng ta nên làm hậu cung thụt vào như này nha, để cho cái phòng thờ được có sự riêng biệt, mặc dù là nhìn chung nhưng mà nó có sự riêng biệt và sự che chắn bởi hai bên, cảm thấy là nó không bị bất cứ một cái gì phạm vào, chiếu vào đó. Nên phòng thờ như này rất là đẹp nha quý vị nhé, phòng thờ phòng khách như này rất là đẹp. Cái sơ đồ này phù hợp với những người con trưởng và các bạn có thể tham khảo. Và cái này chúng tôi đã chia sẻ rất kỹ ở cái video lần trước rồi, thì các bạn hãy tham khảo cái video lần đấy nhé.
tôi để link ở dưới. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Nhà Đề Bách Hợp, và mong các bạn hãy cho Bách Nhà Bách Hợp một like ủng hộ, để Bách Hợp có nhiều cái động lực hơn nữa để ra nhiều cái nội dung hay cho quý vị các bạn tham khảo. Xin chào tạm biệt các vị.